với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Nguyễn Triệu Tường, Lưu Bích Nhiên, Mai Tiểu Huệ, Tạ Thiên Hoa cùng một số diễn viên khác. Giám chế Từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Thùy Trang, Thanh Bình, Anh Luân, Bình Nguyên, Ngọc Thiện, Huệ Phụng. Kỹ thuật Lồng Tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thế Toàn. Bộ phim Gia Đình Vui Vẻ tập 79. Công chúa, quý phi nương nương và Sa Sa quận chúa đã vào trong đó rồi. À, lát nữa phò mã gia tới á, cứ biểu cho ảnh vào. Công chúa ạ, quy tắc ở trong cung, phò mã gia không được tùy tiện vào tẩm cung của quý phi. Đúng ha. Không sao đâu, ta sẽ nói với dặn quý phi một tiếng, nói người cho phò mã vào thì được rồi. Dạ công chúa. Lát nữa phò mã tới, hãy nói phò mã đợi ở đây nha. Dạ. Bách hợp. Dạ. Phò mã gia tới rồi. Công chúa bị phò mã gia đợi ngay chỗ này. Đợi ở đây. Ở đây. Phò mã gia. Ừ. Ở đây đợi đi. Ờ. À, lên chút, lên chút, lên trước chút. Chỗ này à? Dạ đúng. Cái này là cái gì vậy? Nhìn coi. Là động vật gì đi? Pháp Lan Tây gửi tặng, nhìn thì có vẻ giống người. Người mắt tay mũi miệng tụ lại một đống. Nếu mà người ta không vui thì mắt tay mũi miệng tụ lại một đống đó. Đúng rồi quận chúa. Quận chúa nhờ họa sư họa lại ý trung nhân của mình chưa? Hay đổi người khác thử coi. Không cần đâu. Hiện giờ không còn thích hắn nữa. Tại sao vậy? Thì hiện giờ cảm thấy không thích, nghĩa là không thích, vậy thôi. Thổi bạn này, không phải của cô chứ? Không phải, không phải của tôi. Vậy có phải của công chúa không? Không phải. Hả? Lượm được của quý dưới đất là của tôi. Quận chúa đúng là may mắn, tự nhiên lượm được một thỏi bạc ở dưới đất. Đúng đó. Nhìn kìa, thì ra lúc người ta vui thì tai mắt mũi miệng cũng tụ lại một đống luôn. Nhưng mà lúc vui nhìn tranh nhìn thấy cũng đẹp hơn. Ê trời, đẹp quá. Quá, gì mà xấu quá vậy? Là công phẩm của Pháp Lan Tây gửi tới, tôi thấy nó giống như kẹo ngọt vậy. Ngọt hả? Hình như nó có vẻ hơi đắng đó. Thì để thử coi. Pháp Lan Tây đi đường xa quá, gửi tới đây nước cũng chảy ra trơn rồi. Không phải nước, có chút mùi gì. Tôi nghĩ là rượu đó. Không lẽ người Pháp Lan Tây bỏ rượu vào trong kẹo này hay sao? Ngọt ngọt rất là đặc biệt á. Vị chua chua, nhưng mà ăn kèm vỏ ngoài, vị ngọt rất là đặc biệt. Tôi thì thấy hơi đắng. Có thể là trong mỗi viên là mỗi loại rượu khác nhau. Tôi không có tin đâu. Con cũng nếm thử. Ăn thêm cái nữa. Hết rồi. Ủa? Ai lấy hết trơn rồi? Chúng ta ăn hết. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi hả? Kêu Pháp Lan Tây mang tới thêm nữa. Pháp Lan Tây. Pháp Lan Tây là ai vậy? Hết rồi. Bách hợp. Không phải là Pháp Lan Tây. Ê, phò mã gia, công chúa có lệnh biểu phò mã gia đứng đợi ở đây. Trời mưa rồi kìa. Thiếp muốn được ăn kẹo.
Vào đi. Phò Mã Gia, trà sâm xong rồi. Lùi xuống đi. Dạ. Nhanh lên, thì muốn được ăn kẹo. Ăn kẹo mà cũng bị say nữa là sao? Nè, ngồi vậy đi. Nè, ngồi cho vững đó. Uống chén trà sâm giải rượu trước đã. Muốn được ăn kẹo. Không chịu được đâu. Được rồi. Trời ơi, được rồi, nàng đã uống say rồi. Thiếp không có say mà. Mà đi Pháp Lan Tây mua kẹo về đây, thiếp muốn ăn đó. Nè, nàng làm sao vậy? Nè. Muốn ăn. Sao rồi? Đau quá. Ôi trời, chảy máu rồi hả? Tham kiến phụ hoàng. Hoàng Nhi, vết thương của con sao rồi? Phụ hoàng yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ. Thái y nói dán thuốc dán mấy ngày rồi sẽ không sao. Con phải nằm nghỉ ngơi đi. Phò Mã, chăm sóc cho công chúa như vậy hay sao? Sao lại để cho công chúa bị thương vậy hả? Chuyện này không liên quan tới Phò Mã, tại con bất cẩn mới bị thương thôi. Con phải chăm sóc cho công chúa chu đáo, sao có thể để cho nó bị té, còn đụng trúng đầu bị thương nữa. Là do con bất cẩn, con đã uống rượu say. Uống rượu say à? Hey, sao để cho công chúa uống rượu say như vậy? Con gái cưng của trẫm trước giờ chưa uống rượu say bao giờ. Hoàng thượng, sau này con sẽ cố gắng. Trời ơi, hoàng thượng. Di thần tội đáng muôn chết. Trời ơi, con coi con kìa, cả trăm thứ bệnh ở trên người. Sao trẫm có thể yên tâm giao cục vàng của trẫm cho con được chứ? Phụ hoàng à, Phò Mã không quen với quy tắc trong cung cho nên mới như vậy. Người cho chàng ấy thêm thời gian, chàng ấy sẽ làm tốt hơn. Thôi được rồi, bắt đầu từ bây giờ con phải học thuộc quy tắc Phò Mã trong cung. Bố công công. Dạ con. Giao cho người đôn đốc Phò Mã. Tuân chỉ. Phò Mã gia, quy tắc Phò Mã. Sao dày dữ vậy? Không chỉ một cuốn đâu, cuốn này là quyển trước, còn có quyển sau nữa kìa. Mọi người ăn cơm. Ủa, Kim Niên, sao còn đứng đó làm gì? Bởi vì điều thứ tư chương 5 của quy tắc Phò Mã, phải chờ công chúa ngồi xuống, rồi biểu Phò Mã ngồi, thì Phò Mã mới được phép ngồi xuống. Hả? Có cần phải vậy không? Còn thê thảm hơn nô lệ nữa. Đừng có nói bậy bạ, chém đầu đó. Phò Mã nghe lời của công chúa là nên thôi mà. Phải. Cung gia nhân, không có người ngoài đâu, không cần phải đa lễ. Nếu mà như vậy, mọi người ăn cơm đi. Hay từ ra người một nhà cần gì phải nhiều phép tắc vậy chứ đúng không? Ăn cơm đi. Công chúa Phò Mã ăn cơm. Mọi người ăn cơm. Nè, ăn đi. Nè, mọi người cùng ăn đi. Ý, sao mọi người ăn cơm chậm quá vậy? Tuy chúng ta trong hoàng cung, nhưng cứ như là lúc trước được rồi. Nè công chúa, nói thì nói vậy thôi, nhưng bây giờ khác lúc trước lắm rồi. Đúng rồi, lúc trước hả, ăn cơm rồi là có thể tới động mật viên. Đúng vậy, có nhiều việc nên cần phải ăn nhanh một chút. Đúng vậy, lúc trước hả, phải tranh thủ đi chợ dạo phố mua đồ, bây giờ không biết đi đâu nữa. Bây giờ chỉ biết chơi mã điếu thôi. Chơi mã điếu nhiều quá cũng cảm thấy chán đó. Chúng ta cũng đâu có muốn đi lại ăn uống không chậm chạp thì làm sao giết thời gian được. Hey, chúng ta sắp trở thành như hải đường luôn rồi. Hoàng cung có nhiều việc để làm lắm. Nói rõ ràng đi, cho ví dụ đi. Mọi người có thể tới ngự hoa viên, bắt bướm cũng được, hái hoa cũng được. Nếu không thì có thể tới phủ Phò Mã chơi, cũng có thể tới chỗ của Giảm Quý Phi chơi. Nói tới nói lui còn không phải là ngồi hết chỗ này tới chỗ kia trong hoàng cung hay sao? Hoàng cung rộng như vậy, mọi người có thể từ từ ngồi. Vậy sao? Đó cũng phải. Ê, hai đứa sao vậy? Đang ngắm hoa nè. Ý, hôm nay nở thêm hai đóa nữa kìa. Không phải là ba đóa sao? Bậy, có một đóa tàn lâu rồi. Con nói cái gì vậy? Ngày nào tụi con cũng đếm hả? Nếu không phải làm sao đây? Mấy người phụ nữ còn có thể chơi mạt chược, chúng ta thì làm gì? Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng điên thôi à. Đàn ông chúng ta không có chuyện gì để mà làm hết trơn hết trọi à. Ê, đàn ông thì nên
Hai vị cô nương đừng đi, có thể thưởng qua cùng chúng tôi có được không vậy? Không được, chúng tôi phải nhanh tới cung trăng đáng, nếu tới trễ bị chém đầu. Đúng đó. Không lẽ giống như công chúa nói, hằng ngày bắt bướm viết chữ hay sao? Chẳng phải con thường mơ được làm miếng không cần làm việc hay sao? Nhĩ Khang cũng muốn đậu Trạng Nguyên vào hoàng cung mà. Đó, bây giờ hoàng cung trước mặt kìa, tha hồ đi luôn đi ha, đi đi. Em đâu phải là hoàng đế đâu, hoàng cung có gì mà vui chứ? Lúc trước ở Trấn Trì Lực cộng vẫn thích hơn, rảnh rỗi có thể bán tự hoa con biết chứ. Cậu thích nhất là bài sạp tự hoa đó. Bây giờ cậu bài vẫn được mà. Ai tới mua? Tụi con nè. Được, cậu ra ngoài đây. Cho con lương tâm con làm giả chó. Con biết. Tây Thi. Có phải không? Tây Thi thường được tân bốc mà. Hình như là bị con đoán trúng rồi. Đa tạ. Vậy đi ha, con sẽ ra một câu cho hai người. Được. Điểm hồng, điểm xanh, điểm tối đen. Ê, Tào Tháo. Sai. Ăn hết. Là hàng tính. Hàng tính điểm binh, điểm tới tối luôn. Đa tạ nha. Ủa, mọi người đang đoán cái gì vậy? Tự qua. Nè, đừng giả bộ nữa, ra đề mau đi. Để con ra đề ha. Nghe nha. Chim bay về Nam, chim quay về Nam. Đoán đi. Nè, đoán trúng có được thưởng không vậy hả? Đương nhiên là có rồi, mua càng lớn trúng càng lớn. Nè, có thể cho tôi chơi được không vậy? Được chứ. Đương nhiên là được rồi. Tốt nhất là gọi các cung nữ ra cùng chơi chung. Được đó. Đi gọi cung nữ thái giám đi. Được. Không dài đội guốc đi, rốt cuộc làm bắn ai? Mọi người nghĩ coi có khi nào là bắn Lữ Bố không? Tôi nghĩ là bắn Động Trác đó. Tôi nghĩ hai người đó đều không vậy phải. Thì ai chứ? Tôi không biết. Hay, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra rồi. Là ai vậy? Dương Chiêu Quân. Sao nói vậy? Chim bay về Nam, chim quay về Nam, chim sa cá lặn là Dương Chiêu Quân. Trời ơi, là con trước rồi. Vậy sao? Trời ơi. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Là con quả nào? Quả nào đâu? Nói gì hả? Cái gì? Cô câm rồi hả? Tự qua. Không có chuyện gì làm hả? Đoán tự qua. Đúng là nhảm nhí. Cô rung đủ chưa? Rung làm tôi qua mắt luôn hả? Gì đâu không hả? Không thích thấy người ta vui mà. Cô có ba cái miệng hả? Nói nhiều quá à. Cô bị người ta điểm huyệt hả? Hả? Động tác của cô chậm chạp quá. Có quả hoàng chắc thiêu cháy cô quá. Có điều phối người mới. Cung trang đáng có hai cung nữ nghỉ, muốn tìm người thế. Hả? Lê Hoa. Hả? Bắt đầu từ ngày mai cô tới cung trang đáng giúp đỡ. Tôi Bác Thập Tỷ à. Giúp giùm tôi tìm người khác đi ha. Định hối lộ tôi hả? Tôi là loại người đó sao? Ngày mai đúng giờ tới cung trang đáng báo cáo. Nếu không tôi không giúp được cô đâu. Lê Hoa. Ê, quận chúa người coi, cây lê lý thụ đó nhìn xum xuê quá. Ta ghét là cái thứ dựa vào nhau. Cho người chặt nó đi. Ê, quận chúa người coi, hoa sen nở trong hồ đẹp quá kìa. Ta ghét là thứ gì đó có đôi có cặp. Người mau tìm cách giết chết hai con bướm đó ngay cho ta đi. Ê, dạ quận chúa. À, quận chúa, bên kia có ba con quyên ương, lần này không phải có đôi có cặp nữa rồi. Ba con. Trời ơi, ba con đáng ghét đó. Hơn nữa còn hai mái bầu trống nữa. Hai con mái sống muốn chết vậy mà làm sao sướng với con trống được. Cởi giày ra đi. Hả? Cởi giày? Quy tắc cũ. Liền đó. Tốt quá đi. Liền tiếp. Dạ. Liền nữa đi. Hết dài rồi. Quy làm sao vậy? Chỉ có bằng hai chiếc giày thôi hả? Trời ơi. Chắc đi. Ý, sao quân chúa? Bị rớt dài hả? Đúng vậy. Sao mà bất cẩn quá vậy?
Kim Nhị công tử đa tạ huynh. Chuyện nhỏ thôi mà. Anh Huệ, giày của em bị đớt rồi. Hey, sao mà sơ ý quá vậy? Để anh lượm lên cho. Kim công tử. Trong hoàng cung cũng có hồ ly tinh. Mà còn là một con hồ ly tinh. Tưởng mình là ngon, tưởng mình là đẹp. Lúc nãy nhìn vẻ mặt của cô ta, nhìn anh Nguyệt thiếu điều, muốn nuốt anh Nguyệt vào bụng luôn vậy đó. Thấy cô ta dựa sát vào ngực anh Nguyệt, thiệt muốn bỏ cô ta vào rọ heo quá. Hèn chi cô ta già rồi còn chưa lấy được chồng, thì ra cái bộ dạng cô ta khiến người ta lộn ruột lên. Không chỉ vậy, căn đồ khuya cũng muốn ói ra luôn. Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô ta nữa. Cũng tại anh Nguyệt hết đó. Người gì mà tài hoa phong nhã, ai gặp ảnh vừa gặp đã siêu lòng. Ai vừa gặp đã siêu lòng vậy? Hả? Tắm xong rồi hả? Tắm xong rồi. Vẫn còn mùi của hồ ly tinh, mau đi tắm lần nữa đi. Ơi, anh đã tắm 5 lần rồi mà. Tắm lại 5 lần nữa, nếu không đừng hòng tới chỗ em đó. Chỗ của em cũng không quan nghênh anh đâu. Ơi. Như vậy thiếu phu nhân, Sa Sa quận chúa cho người mang đồ tới. Đúng vậy đó, là Sa Sa quận chúa tặng cho Kim Nhị công tử, tạ ơn cứu mạng của Kim Nhị công tử. Vậy sao? Để đó đi, cô đi được rồi. Quận chúa, Mã Xích Gia phái người mang cống phẩm mà người thích nhất nè. Bánh sầu riêng đó, vẫn còn nóng nè. Nên mới nói có người gặp chuyện vui, tinh thần dễ chịu. Quả nhiên muốn có cái gì là có cái đó. Thơm không? Dạ thơm. Vậy ngươi còn không đi pha tách trà đi. Ăn bánh sầu riêng, nhất định phải uống trà, vậy mới ngon. Dạ. Dạ. Đúng rồi, để lại 2 miếng cho Kim Nhị công tử ăn. Ý nói mình và chàng có phước cùng hưởng. Ý. Ê trời. Quế Chi. Quế Chi à, đi đâu rồi? Pha tách trà mà làm gì lâu dữ vậy? Ôi trời ơi, kim hoàng lấp lánh, cái này mình tặng cho Nhị công tử. Kim Nhị công tử. Sao nó lại ở trên người của hai ả đó? Ê trời, có đồ ăn kìa. Đúng ha. Hình dáng sao mà kỳ lạ quá chị. Thử đi thì biết ngay nó là gì. Mà trời ơi, cái gì vậy? Vừa khó ăn vừa thối nữa. Cái này có phải là cho chó ăn hay không? Bắt hai ả này đem đi. Trời, bực mình quá đi. Cha, anh em phát tài rồi. Thì ra bày sạp tự hoa ở trong hoàng cung cũng dễ kiếm tiền tới như vậy đó. Đúng là đồ ngốc. Cái này là độc quyền. Miếng thịt heo lớn như vậy mà không ai biết ăn hết. Bởi vì cũng nữ ngốc thôi, được cái khó đoán, trung gian bất phân, câu nào cũng đoán sai hết trơn. Hơn nữa còn viết sai chữ nữa. Hả? Tây thi mà viết thành Tây Thác nè. Bạn trúng cũng không được trúng nữa. Người duy nhất chính là cậu ba. Ước mơ mở sạp tự hoa cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. Nguyệt. Hả? À, con được phát của sở trường đếm tiền đi. Nè đúng rồi Nhĩ Khang, em có thể ra đề tự hoa phát huy khả năng tưởng tượng tài văn chương. Mà điều vui nhất là một được ba đó. Đừng có lớn tiếng quá, để mẹ tụi con biết được nhất định sẽ nổi giận. Họ biết chúng ta ngồi chung với cung nữ chắc chắn họ sẽ ghen lên. Lúc đó thì chết cả đám. Còn dành hết tiền luôn đó. Nhỏ tiếng chuột. Đợi nãy giờ cũng không thấy ai tới mua tự qua hết trơn. Có khi nào mấy lần trước thua bây giờ sợ quá không dám chơi? Ê, lúc mà chấn trì lực cộng cũng thường mua không trúng mà. Nhưng mà ngày nào cũng mua hết. Có phải con ra đề khó quá? Con ra câu gì? Thiên hạ đệ nhất xấu xa. Ơi, trời ơi, con ra cái câu gì dễ vậy chứ, ai mà đoán không trúng? Câu đố này ai cũng biết hết mà. Ai cũng biết hả?
hên quá là chưa có ai tới. Có phải cậu nhớ lộn ngày không? Tốt nhất là ngày mai hãy mở. Ê, tốt nhất là nên tranh thủ mở ra đi, để bọn cung nữ họ đừng có tới mua nữa. Ờ, được, được, được. Mở ra. Chúng tôi vẫn chưa mua. May quá, chỉ có 3 người thôi. Tổn thất cũng đâu có nhiều đâu. Đúng rồi. Không phải, chúng tôi cùng mua giùm cho các cung nữ khác nữa. Đếm giùm đi. Tất cả chúng tôi cùng mua 1 người. Cùng 1 người hả? Dễ như vậy, ai mà không đoán trúng chứ, đúng không? Lần này bị em hại thê thảm rồi. Chắc phải dốc hết luôn tiền vốn ra quá. Mà mở đi. Mở đi. Mở đi. Mở đi, nhất định là Dạng Quốc Cửu. Dạng Quốc Cửu. Đương nhiên rồi, chúng tôi đều mua giúp tôi Dạng Quốc Cửu hết. Bọn họ đã mua Dạng Quốc Cửu kìa. Thiên hạ đệ nhất xấu xa là Dạng Quốc Cửu. Kẻ nào đang chửi ta? Dạng Quốc Cửu. Hoàng thượng, Kim Nguyệt, Cao Nhĩ Khang và Du Niệm Phú 3 người ở trong ngự hoa viên nội cung ngang nhiên cờ bạc, coi thường pháp kỷ, bãi quải triều đình phong khí, làm loạn trật tự hoàng cung. Xin hoàng thượng định tội 3 người họ. Kim Nguyệt, Cao Nhĩ Khang, Du Niệm Phú, chuyện này có thật hay là không? Hoàng thượng, thảo dân chỉ chơi cho vui thôi mà. Hoàng thượng hỏi các ngươi có thật hay không, chỉ cần trả lời là phải hay là không phải là được rồi. Phải. Hoàng thượng, 3 người họ đã nhận tội rồi. Đúng ra nên xử phạt thật nặng để làm gương thị chúng. Hả? Quốc Cửu gia, ông đúng là danh bất hư truyền, chuyên môn chuyện bé xé ra to. Theo tôi thấy, ông không phục cung nữ, đoán ông là thiên hạ đại xấu xa mới trút giận lên người tướng công chúng tôi. Người nói ta công báo thù tư sao? À, Quốc Cửu à, im lặng đừng có ồn. Dạ phải, thật ra họ không hề có ý đó đâu. Chẳng lẽ ta là lòng dạ tiểu nhân sao? Quốc Cửu gia, ông đó vốn hiểu rất rõ. Nè, trên tự hoa viết là thiên hạ đệ nhất xấu xa, lời giải câu đối chính là Tần Tăng. Trước nay tất cả hoa tự đều đề cập cổ nhân. Ai ngờ cung nữ ngốc cũng đoán sai như vậy, lại đi đoán là ông. Vậy đó, coi bộ Quốc Cửu ông cũng phải tự kiểm điểm lại đi. Tại sao tất cả cung nữ trong hoàng cung đều đoán là ông hả? Ý muốn nói là ông ta còn xấu hơn Tần Tăng hả? Hỗn sự! Hoàng thượng, 4 dân phụ điêu ngoa này cố ý phỉ báng mệnh quan triều đình, ám chỉ hoàng thượng hung quân vô đạo, đúng là khi quân phạm thượng, tội không thể tha, đúng lý là phải trảm. Xin hoàng thượng hãy quyết đoán ngay lập tức xử trảm 4 điêu phụ này. Nếu người tha làm sao phục chúng, tổn hại thiên quy của hoàng thượng. Vậy hả? Nếu vậy thì khoan đã. Được cứu rồi. Xin hoàng thượng miễn xá cho nhà họ Kim. Kim bài miễn tử. Được rồi. Vậy trẫm miễn cho các ngươi tội chết. Không sao, đứng lên. Không sao rồi. Bọn họ được miễn tội chết, nhưng mà tội sống khó tha. Hoàng thượng, xin hoàng thượng xử lý khoan dung, tỏ lòng khoan dung nhân hậu, hoàng ân rộng lớn. Kim Nguyệt, Cao Nhĩ Khang, Du Niệm Phú, 3 người các ngươi hãy nghe. Trẫm sẽ phán các ngươi phải phục vụ cung đình. Hy vọng các ngươi trong lúc phục vụ học hỏi thật nghiêm túc, không biết chưa? Tạ hoàng thượng. Nè, nói tiếp đi. Dạ biết hoàng thượng. Thật ra lần này đều nhờ Dạng Quý Phi, cả nhà chúng ta phải đa tạ Quý Phi mới được. Dạng Quý Phi rất thương thiếp, tuy thiếp không phải Quý Phi sinh ra, nhưng Quý Phi coi thiếp như con ruột vậy. Dạng Quý Phi quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy mới là người làm chuyện lớn chứ. Ha mẹ. Theo con thấy, tên Dạng Quốc Cửu đó và Dạng Quý Phi tuyệt đối không phải là một mẹ sinh ra. Một người ấy thì tốt như vậy, còn một người thì lại xấu xa. Thiệt tình, những lời này tuyệt đối đừng nói lung tung bên ngoài. Nếu ở cung gia nhân thì không sao. Thánh chỉ tới. Thánh chỉ tới. Kim Nguyệt, Du Niệm Phú, Cao Nhĩ Khang lên trước tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu giết. Kim Nguyệt, Du Niệm Phú, Cao Nhĩ Khang đánh bạc trong hoàng cung, nhiễu loạn trật tự cung đình, niệm tình sơ phạm, nay hạ lệnh cho 3 người phục vụ cung đình trong vòng 2 ngày. Kim Nguyệt phục vụ thái y viện, Du Niệm Phú phục vụ thượng thiện giám, còn Cao Nhĩ Khang phục vụ hàng lâm viện khâm thử. Tạ hoàng thượng ân điển. Thượng thiện giám,
Phục trang trong hoàng cung chất liệu quả nhiên là có khác. Hoàng thượng phái mình tới thượng thiện giám không sai một chút nào cả. Ê, xấu chết đi được, cố tình để bột mì ở đây muốn thử mình chắc. Đã biết mình là vua mì kéo, đúng là suy nghĩ chu đáo. Được. Sao lại dám đụng vào bột mì này? Ê, lão đại, tôi là Du Niệm Phú, do đích thân hoàng thượng phái tới đây. Tôi thấy ở đây có ít bột mì, giờ định vào một để kéo mì cho hoàng thượng nếm thử món mì điểm tâm có 102 của tôi. Bữa sáng của hoàng thượng á đã làm xong từ lâu rồi, tất cả để bên kia kìa. Hoàng thượng đãi tiệc sao? Không phải. Bữa ăn sáng cho một người làm sao mà ăn nhiều quá vậy? Không phải món nào cũng cho hoàng thượng ăn, phải nếm thử chọn ra 10 món ngon nhất mới dâng lên cho hoàng thượng dùng. Nè, tôi phải vội tới chi lăng cát, không nói với cậu nữa ha. Không cần làm cũng có nhiều món ngon để ăn, đúng là vất vả rồi. Nè, ngươi đang làm gì vậy? Nếm thử đó. Yên tâm đi, miệng lưỡi tôi rất là nhạy bén, bảo đảm sẽ chọn được những món ngon dâng lên cho hoàng thượng. Món ngon người nếm xong á, đem dâng lên cho hoàng thượng, bọn ta sẽ gặp tai ương đó. Lưu công công. Tới liền. Sử tổng quản có chuyện gì? Lập tức sai người làm lại hết các món này cho ta. Nè, có cần vậy không? Tôi muốn nếm thử thôi chứ chưa đụng tới mà. Nhưng mà cậu nói chuyện trước các món ăn như vậy á, nước miếng đã văng vào hết rồi. Sử tổng quản à, không có đủ thời gian đâu. Huống chi ở đây chỉ có ông, tôi và hắn ba người chúng ta. Ông không nói, tôi không nói, hắn không nói, vậy thì không có ai biết chuyện này hết. Cái chuyện nước miếng văng vào mấy món ăn này nè, có phải không? Vậy hả? Im miệng đi. Những lời như vậy cũng dám nói hả? Là phạm tội khi quân đó. Tôi chỉ nó chơi thôi mà. Tôi làm lại, tôi làm lại. Đừng đi. Hả? Hoàng thượng cũng không nếm ra được nước miếng của tôi, huống chi chúng ta cũng không nói cho hoàng thượng biết trong đó có nước miếng của tôi, sao coi là khi quân được chứ. Nè, qua đây. Đúng không? Cũng hơi có lý ha. Lập tức tìm người nếm thử, sau đó dâng lên cho hoàng thượng dùng đi. Cần gì tìm người? Hắn ở ngay trước mặt ông nè, để tôi thử được rồi. Dựa vào ngươi sao? Tại hạ được hoàng thượng đích thân phái tới thượng thiện giám phục vụ Du Niệm Phú tôi. Ta biết ngươi được lệnh phục vụ Du Niệm Phú chứ gì. Đúng vậy. Giao cho nhiệm vụ thần thánh có chịu không? Có một đống son nồi, mau rửa sạch đi. Ở đây có 200-300 ngăn kéo, mỗi ngăn có 4-5 loại dược liệu, tổng cộng có cả 1000 loại. Lợi hại thiệt. Cậu đây chắc là Kim Nguyệt Kim Công Tử rồi. Phải rồi, ông là Thái Y Lão Nhĩ Kiên, còn những người này là học trò Thái Y Viện. Hổ cốt lớn thật nha, ăn vào giãn gân hoạt cốt. Xả hương tỉnh thần hoạt quyết, ăn vào người tinh thần sảng khoái. Đây là nhân sâm cao ly mà, ăn vào nhất định kéo dài tuổi thọ rồi. Phải đó, đây là cống phẩm. Nhân sâm cao ly lớn vậy, đâu chỉ kéo dài tuổi thọ, còn sống thêm được mấy chục năm á. Kim công tử cũng có chút hiểu biết đối với dược liệu đó chứ. Bệnh lâu thành thầy mà. Nè, tôi còn biết bắt mạch nữa đó. Thật sao? Thật. Nhưng mà hôm nay chúng ta học quyệt vị trầm cửu. Quyệt vị hả? Quyệt vị tôi cũng biết nè. Nè, ở trên đỉnh đầu gọi là Bách Hội Quyệt, ở lông mày gọi là Ngư Yếu Quyệt, ở bên tai gọi là Thính Cung Quyệt, còn quyệt ở bên mũi gọi là Nghênh Hương Quyệt chứ gì. Kim công tử quả nhiên bác học đa tài, vậy phải nhờ cậu giúp đỡ rồi. Không thành vấn đề, nếu có thể giúp được á, Kim Nguyệt đây quyết không từ. Bây giờ thử Bách Hội Quyệt trước nha. Được. Chà, cô quá trời sách luôn. Bút tích của Lý Bạch. Chưa từng đọc qua. Thơ hay, quả nhiên là thơ hay. Cao công tử, cậu tới rồi hả? Xin lỗi, ông là... Ta là Hàn Lâm đại học sĩ chung trực đây. Tất cả thư phòng ở Hàn Lâm viện đều thuộc quản lý của ta. Thì ra là chung đại học sĩ, hữu lễ. Không cần khách sáo. Coi bộ cao công tử cũng là người đọc sách. Học trò đã dày công đèn sách hết 10 năm, có câu vô thương bất quan, vô tậu bất hỷ. Nếu vậy rất tốt.
Xin hỏi tôi đến đây để quét dọn có phải không vậy? Không phải. Việc nặng nhọc như vậy làm sao làm phiền Cao công tử cậu được chứ? Vậy giờ tôi phải làm gì? Bây giờ có một việc vô cùng quan trọng phải giao cho cậu đó. Nhiệm vụ quan trọng hả? Hiếm khi được Trung đại học sĩ coi trọng học trò, nhất định sẽ làm hết sức mình. Hôm qua tình cờ ta nhìn thấy tờ giấy này trên nền nhà đó. Xin hỏi Cao công tử có biết nó trích từ kinh thư điển tích nào không? Dạ không biết. Cho nên mới nhờ Cao công tử tìm kiếm khắp nơi coi cuối cùng là nó đã rơi ra từ quyển sách nào đó. Hả? Ta tin chắc nó rơi ra từ quyển sách nào trong đây. Miễn lễ. Tạ quý phi nương nương. Quý phi nương nương, hôm nay chúng tôi cố tình tới đà tạ quý phi. Chúng tôi biết quý phi nương nương thứ gì cũng có, cho nên dù có tặng lễ vật quý báu tới đâu, quý phi cũng cho là vật tầm thường. Cho nên chúng tôi tự tay thêu một chiếc khăn lụa tặng quý phi nương nương để tỏ lòng thành. Phải đó, chúng tôi đã thêu suốt cả đêm luôn. Hy vọng quý phi nương nương thu nhận. Quan trọng là tấm lòng, mọi người không cần khách sáo. Ý, mọi người theo con vịt này đẹp quá. Không phải vịt đâu, là nguyên ương đó. Là ta nhìn lầm. Chúng tôi còn theo chữ dạng của quý phi nương nương ở phía trên đó. Đây là chữ ngu mà. Sao lại thiếu bột thảo trên đầu? Chắc là chúng ta buồn ngủ quá cho nên quên thiêu luôn rồi. Không cần lo. Tôi lập tức mang kim chỉ tới thiêu liền. Phải cần đâu. Bác Thập à, đem bánh ngọt ra đây tiếp đãi khách đi. Dạ. Không cần, chúng tôi còn no lắm. Mọi người đừng khách sáo như vậy, ngồi xuống đi. Ngại quá. Quý phi nương nương à, khoan dung nhân hậu, đúng là bậc mẫu nghi của phụ nữ trong thiên hạ. Cáo mệnh phu nhân là tiết phụ, càng đáng được người tôn kính. Quý phi nương nương, sao nương nương lại biết vậy? Phải. Ta còn biết rất nhiều sự tích quan phong của cáo mệnh phu nhân nữa. Vậy sao? Nương nương biết chỉ từ làm sương tặc không? Thiệt tình là chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Chỉ hết làm rồi. Anh hùng không hỏi xuất xứ, quan trọng là làm sai biết sửa, quay đầu là bờ. Phải. Quý phi nương nương, nương nương là người thấu tình đạt lý. Nhưng mà cáo mệnh phu nhân, tại sao lúc đó bà lại trốn đi làm cướp trở thành sơn tặc? Chuyện kể ra dài lắm. Nói đi. Nói tóm lại là chỉ vì tình thế bức bách. Thế nào là tình thế bức bách? Chuyện là như vậy nè. Mẹ tôi là cô Nhi, từ nhỏ đã được sơn tặc thu nhận. Phải đó, ngay cả cha mẹ là ai cũng không hề biết. Cả bản thân có huynh đệ tỷ muội hay không cũng không rõ nữa. Cũng không hề biết quê nhà mình ở đâu nữa. Sao mấy người biết rõ như vậy hả? Đó là tội tổ mẹ của tôi mà. Chúng tôi là người một nhà mà. Đúng rồi. Ăn bánh đi. Sao lại như vậy chứ? Chuyện đó cũng không biết, chắc chắn có chuyện che giấu rồi. Mùi thấy bà ta tỏ vẻ điềm tĩnh, không giống như có điều gì che giấu. Nói cũng phải, đám người đó không biết lựa lời. Nếu như nói dối, chắc chắn nhanh chóng lòi đuôi cáo thôi. Đúng vậy. Nhưng mà mũ cáo mệnh phu nhân đó, sao mặt mũi lại giống bà ta như vậy chứ? Phải đó, lần đầu mùi gặp bà ta thực sự là làm mùi giật mình. Chẳng lẽ trên đời này lại có người tướng mạo giống nhau như đúc như vậy chứ? Thì đó, nè đừng nói nữa. Tóm lại bây giờ ở trong cung càng ngày càng có nhiều người dở hơi mà. Trước đây chỉ có Sa quận chúa huynh đã thấy chướng mắt dữ lắm rồi. Đại ca, dù gì Sa cũng là muội muội của hoàng thượng, đừng khiến quan hệ trở nên căng thẳng. Huynh biết chứ, huynh thật sự chịu không có nổi cô ta. Vấn đề là cô ta cứ ở vậy không chịu xuất giá. Nếu huynh là hoàng thượng hả, sẽ bắt cô ta xuất giá càng xa càng tốt. Hoàng thượng giá đạo. Với thần tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Quốc cửu à. Dạ. Trẫm nghe nói khanh đã chọn giùm Sa quận chúa giải ý trung nhân rồi, có đúng vậy không? Dạ phải hoàng thượng. Vi thần không quản đường xa dặn dặm, chịu đủ nhọc nhằn mới tìm được vài người xứng đáng làm phò mã gia của Sa quận chúa. Thật sao? Để coi. Đây là tư liệu về người ứng tuyển. Hoàng thượng coi, cha mẹ của họ hầu như là quan tam phẩm hoặc là bậc phẩm cao hơn. Với Sa quận chúa có thể nói là môn đăng hộ đối rồi. Vậy phải để Sa quận chúa coi thử, coi nó thích người nào. Tuân mệnh. Không được, nếu cứ như vậy mang cho quận chúa coi, e là cô ta từ chối thẳng thừng. Không biết Ai Phi có cao kiến gì hay không? Theo thiếp thấy, nên tạo ra một cơ hội để quận chúa tình cờ gặp gỡ những người được ứng tuyển.
coi cô ấy có cảm tình với người nào nhất, rồi triệu kiến cũng không muộn. Hay lắm, đề nghị này của Ái Phi rất là hay, cứ làm theo ý của Ái Phi vậy ha. À, Hoàng thượng à, hả? Mọi việc cứ giao cho Di thần đi. À, được, được, được lắm. Người nói đi. Dạ, Dạng Quý Phi mời ta tới thưởng hoa, nhưng mà giờ hoa đã tàn hết rồi, muốn thưởng hoa chi bằng ta về soi gương ngắm mình thì hơn. Nói cũng phải, chắc Quý Phi muốn quận chúa coi hoa tàn ra sao đó. Coi chúng tàn tạ thế nào. Dạ. Wow, đúng là tàn hết rồi. Tội nghiệp quá đi. Ừ. Tiếng gì vậy? Người đó là ai vậy? Nô tỳ không biết, nhưng mà nhìn cũng rất anh tuấn, thiệt tình. Con trai Trương Kiến Lương, bố chánh từ Sơn Đông, Trương Anh Dĩ, tham kiến Sa Sa quận chúa. Tên cũng như người anh Dĩ. Đa tạ Sa Sa quận chúa khen ngợi. Mình nghe thấy rồi. À, lúc nãy là người thổi sáo đó hả? Là nhạc khúc gì vậy? Là tụng sa khúc thưa quận chúa. Tụng sa khúc là gì? Khúc nhạc này là do tại hạ tự sáng tác, cũng là lần đầu tiên biểu diễn. Có nghĩa là khúc nhạc ca tụng Sa Sa quận chúa. Thảo nào hay như vậy. Không biết là quận chúa có thích hay không? Thích chứ, thích chứ. Nếu quận chúa thấy thích, xin cho phép tại hạ được tiếp tục sáng tác để tặng cho quận chúa. À, Bình Thân. Tạ Sa Sa quận chúa. Bình Thân. Dạ. Có thể Bình Thân rồi. Tại hạ đứng lên rồi thưa quận chúa. Đứng lên rồi mà cao có nhiêu đây thôi hả? Trời, người này võ Đại Lang hả? Tại hạ không phải võ Đại Lang, là con trai Trương Kiến Lương, bố chánh từ Sơn Đông, Trương Anh Dĩ thưa quận chúa. Mặc kệ ngươi là con trai của ai hay là võ Đại Lang, ngươi chết đi. Cái tên lùn ba tấc đáng chết, sáo còn cao hơn ngươi, vậy mà ngươi còn mặt mũi thổi sáo nữa. Thì đó, sao lại có người như vậy ở đây chứ? Lại là bọn họ không biết bày trò gì nữa đây. Phù dung như diện liễu như mi, nhất kiến lệnh nhân tâm quan hỷ, băng cơ ngọc cốt thắng tây thi, quận chúa mỹ tuyệt bái đào lý. Wow, chàng anh tài này nếp bút nông sâu, công lực thâm hậu quá đi. Ngươi biết đọc chữ sao? Mã An Sơn kính tặng Mã công tử. Sao lãng mạn luôn có kết cuộc bị thảm vậy? Hey, Mã An Sơn, sao lại bị thương tới nỗi này? Dạ quốc cửu, ông qua đây cho tôi. À, Sa Sa quận chúa. Chuyện hay ho này chắc là do ông bày ra rồi. Ê, tôi khó khăn lắm mới tìm được hai nam tử chịu tới đây coi mắt cô đó. Ai cần ông tìm người coi mắt tôi? Chẳng lẽ tôi muốn sao? Tôi được hoàng thượng giao trọng trách này. Rõ ràng là ông muốn hại tôi. Ông đi kiếm tên lùn cao ba tấc người bệnh hoàng tặng cho tôi. Sa Sa quận chúa, ngoài mấy cái hạng người này ra, chỉ e không ai dám tới coi mắt cô nữa đâu. Mạng khắc phù. Ông chửi tôi mạng khắc phù, lôi ông ta ra chém. Ý Sa Sa quận chúa đừng nóng giận, bình tĩnh lại, bình tĩnh. Người em mẹ đây, chém hết tất cả các nam nhi đi. Tới lúc đó cái tên lùn ba tấc và ma bệnh hoạn cũng không có cho cô. Quốc cửu à, quận chúa à, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Chết đi. Trời ơi, đánh nhầm người rồi quận chúa. Ta đánh người đó, ta không đánh nhầm người đâu. Chết đi. Trời. Chết đi. Chết đi. Quốc cửu gia, đêm nay có con tắc kè vàng này rồi, đảm bảo ông sẽ không mất quy trước mặt Diễm Lệ cô nương nữa. Nuôi nó ngày ngày, dùng trong một đêm. Con tắc kè vàng này là cống phẩm của Ba Tư đó. Nghe nói là trước khi được mang qua bên đây tiến cống, nó đã được nuôi ở Ba Tư 5 năm, hiệu quả tuyệt đỉnh.
Cũng may hôm đó ta đã thu giữ để dùng khi cần. Hoàng thượng có nhiều cống phẩm như vậy, làm sao mà nhớ được hết chứ? Có câu thêm một cũng không nhiều mà bớt đi một cũng không ít. Có lấy ông ta cũng chưa chắc biết. Quốc cửu gia, ông cống hiến cho triều đình nhiều như vậy mà, dù có tặng con tắc kẹp vàng này luôn cho quốc cửu gia thì cũng đâu có gì quá đáng. Quốc cửu gia đã chuẩn bị sẵn kiệu ở bên ngoài rồi đó. Khởi hành. Ít rồi, quốc cửu gia, hôm nay ông thật sự quai phong lẫm liệt luôn. Thật không? Thật đó, phải nói là trai tài gái sắc, đảm bảo đêm nay diễm lệ cô nương phải lên bờ xuống ruộng luôn rồi. Thôi ngươi, thật là... Chuyện hôm nay không có ai biết chứ. Ông yên tâm đi, đảm bảo là không ai biết thân phận thật sự của quốc cửu gia đây đâu. Được. À, phải rồi. Khi vừa tới nơi, ông lập tức uống máu con tắc kẹp vàng này. Đợi sau nửa canh giờ sẽ phát huy hiệu lực. Tới lúc đó gặp địch thì giết địch, hữu dụng vô cùng. Giết. Giết. Giết 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 giết. Ông quốc cửu gia, ông không sao chứ? Quốc cửu gia. Cửu phu nhân, nhị thiếu phu. Được rồi, không cần gọi nữa. Mọi người muốn dùng trà gì? Hả? Chẳng phải lúc nãy đã nói với cô rồi sao? Nhưng mà tôi nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không nhớ ra được mọi người muốn dùng trà gì. Cô bỏ ra ngoài lâu như vậy là để nhớ coi chúng ta kêu cô rất trà gì. Quả thật tôi nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được nên mới quay lại hỏi mọi người. Tôi uống trà phụ nhị. Tôi uống trà hoa lại và hoa cốt. Tôi muốn uống nhân sâm với trà ô long đó. Tôi muốn cực phẩm đại hồng bào. Phổ nhĩ thêm hoa cúc. Là hoa lài thêm hoa cúc. Cực phẩm đại ô long. Nhân sâm ô long thêm cực phẩm đại hồng đào. Cựu phu nhân bà muốn hoa cúc. Không phải vậy mà. Thôi bỏ đi, cô đúng là danh bất hư truyền mà. Rót đại trà gì cho chúng tôi cũng được. Tại sao vậy? Cô còn không mau đi rót trà đi. Thì đó. Trời ơi. Tức chết mà, băng cung nữ như vậy cho chúng ta. Lúc trước ở nhà họ Kim là tôi đuổi việc lâu rồi. Trời ơi, sao bây giờ cung nữ ở trong cung đều kém cỏi như vậy? Đứa nào cũng như uống phải thuốc rùa đó, làm việc chẳng như rùa. Xin hỏi mọi người, tôi nên rót loại trà nào đây? Trời ơi, ngốc quá. Hả, cái này là gì vậy? Tắc kẹp vàng của ta ở đó kìa. Có phải con này không? Trời ơi, tắc kẹp vàng. Tắc kẹp vàng của ta. Điều phủ các ngươi, vàng ngọc kỳ ta không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi đâu. Ta bắt các ngươi giống như con tắc kè này. Lý nào là như vậy chứ? Trời ơi, tắc kè ơi, tắc kè vàng của ta ơi. Quốc cửu gia, ông đâu cần phải đau lòng như vậy. Ngươi đương nhiên không đau lòng rồi. Con tắc kè vàng đó, ngươi có được cũng vô dụng mà thôi. Người vốn khác với ta, ta cất giữ bao lâu nay, không nỡ đem ra dùng, là muốn giữ lại được ân huệ. Sao tôi lại không biết tâm sự của ông chứ? Tôi cố tình tới Thái Y viện để tìm một vật quý đem tặng cho quốc cửu gia nè. Nè, tắc kè vàng vừa mới mất, lại có tắc kè bạc, còn có tắc kè đồng, có hai con tắc kè này rồi á, đảm bảo là quốc cửu gia đây gặp địch giết địch. Bây giờ người đem tới thì có ích lợi gì nữa chứ? Diễm Lệ đã nhận lời lấy người ta rồi. Tiếc vậy sao? Tóm lại sau này ta và nhà họ Kim không đội trời chung, ta phải bắt đám điêu phụ nhà họ Kim nghiền thành trăm mảnh.
Ủa? Thì ra hai người ở đây hả? Sao rồi? Hai đứa sao rồi? Con bị người ta coi như người nộm, cầm kim nhọn trọt khắp nơi. Thân không còn chỗ nào toàn vẹn cậu coi nè. Anh vậy là may rồi, sau này không chừng sẽ thông được hai mạch nhâm đốc. Còn em hả, mỗi ngày phơi sách tìm sách dọn sách phơi tới lưng gãy luôn rồi nè. Hai đứa còn đỡ hơn cậu nhiều lắm đó. Tốt xấu gì cậu cũng là vua kéo mì ở trấn Trì Lực Cổng mà. Còn bây giờ á, thảm tới nỗi phải đi lựa đậu. Vậy không phải còn tốt hơn sao? Phải đó, dù gì cậu cũng được lựa chọn đúng ý nguyện rồi. Ê, con còn nói móc cậu nữa hay sao? Bây giờ cậu cháu của mình đang ngồi chung một thuyền mà. Có cậu trồng gặp nước cạn tôm nhạo bán, khổ xuống đồng bằng bị chó cắn mà. Đáng ghét nhất là tên Vạn Quốc Cửu, bụng dạ hẹp hòi lại thù dai nữa. Ê, cậu nghi ngờ hắn ta giả mang như vậy á, chắc chắn là lúc trẻ bị tên thái giám háo sắc Thiến rồi. Quốc Cửu gia đã bắt được các ngươi rồi. Ba người các ngươi thân mang trọng tội, dám coi thường lệnh phục vụ trong cung, coi lời nói của hoàng thượng như gió thoảng qua tai. Ba người các ngươi đúng là to gan. Ê nè, ông đừng ăn nói ngang ngược. Chúng tôi làm xong việc được giao rồi, không lười biếng chút nào. Đúng vậy, chuyện gì cũng phải có chứng cứ chứ. Hoàng thượng anh minh tuyệt đối không nghe lời nói phiến diện của ông đâu. Vậy sao? Sách của tôi. Đầu của tôi. Linh trì của tôi. Đấu với ta hả? Chờ mà lãnh hậu quả đi. Thái y sao lại sừng dữ vậy? Là chúng thưởng lớn rồi, đầu u sắp bằng ông thọ luôn rồi. To gan. Quốc Cửu gia, tuyệt đối đừng nổi giận nha, nếu không cái cục u đó bể ra mất mạng luôn nữa. Nè, các người muốn cái gì đây? Muốn giúp ông chữa khỏi cái đầu ông thọ đó thôi. Các người có cách sao? Đương nhiên là có rồi. Ê, các người làm gì vậy? Đừng làm bậy nha. Nhọt độc lớn còn định trốn sao? Ê, các người làm gì vậy? Nè, đừng làm bậy nha. Ôi, thì ra nằm mơ. Sao lại là giấc mơ đó chứ? Mặc kệ. Ngủ tiếp. Bữa tiệc này là để chúc mừng ba đứa thuận lợi hoàn thành lệnh phục vụ trong cung ngày sau cùng. Đại cát đại lợi, vạn sự như ý, gặp hung quá lành, vận may đồng hành. Sao mấy món này giống như ăn ngày Tết vậy? Phải đó, vẫn chưa tới Tết mà mẹ. Mấy món này không phải là món Tết, mấy đứa không biết đó thôi. Đây vốn dĩ là truyền thống ở sơn trại. Trước đây có anh em trong sơn trại gặp phải nạn quan đều nấu món ngon để ăn xả xui. Ăn xong rồi tự nhiên gặp hung quá lành. Thật sao? Ăn đi. Nè, đứa nhớ kỹ, hôm nay đó, cho dù thế nào cũng phải nhịn. Nhẫn nhịn một lúc sóng yên biển lặng, còn lùi một bước thì trời cao đất rộng, biết chưa? Yên tâm đi chị hai, tóm lại dù thế nào á thì em cũng nhịn tên Vạn Quốc Cửu đó. Đánh không trả, chửi không cãi lại, yên tâm đi mẹ. Ba đứa vào cung chưa bao lâu đã đắc tội với Vạn Quốc Cửu rồi, ngày tháng sau này khó mà sống yên thân. Thật tình không cần lo đâu mẹ, còn có mẹ là cáo mệnh phu nhân ở đây mà. Còn có công chúa làm hậu thuẫn cho chúng ta, chắc chắn là không sao. Mấy đứa ăn no rồi, lo tranh thủ đi làm thì giờ không còn sớm nữa. Phải ha, cũng sắp tới giờ rồi. Khoan đã, còn nữa, nếu đi rồi thì đi thẳng luôn, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại. Sao vậy, là quy tắc sân trại sao? Muốn nghe thì đừng có xía vô, nếu đã tin thì phải tin cho trót. Vậy anh đừng quay đầu lại nhìn nữa nha. Phải rồi, nhớ đó. Có mấy bao lì xì ở chỗ của tôi vậy? Mấy bao lì xì là để cho họ. Nè, ba đứa, khoan. Hả? Không cần phải lo, chuyện xấu không linh, chuyện tốt linh, một đỏ hơn ba trắng. Nè, mang bao lì xì sẽ càng gặp hung quá lành, sống yên biển lặng, đại cát đại lợi. Yên chí đi. Biết rồi. Mấy đứa làm ơn đi, đừng có mê tín như vậy mà. Tôi mê tín hả? Là mẹ mà. Hả? Không được. Tuy tôi là bệnh lâu thành thầy, nhưng tôi phải hút thuốc cho hoàng thượng hả? Miễn đi. Vậy tức là làm trái thánh chỉ rồi. Không hút thuốc đồng nghĩa với nhặt xương sọ đó.
Ai cũng biết hút thuốc tốt hơn nhiều so với nhặt xương sọ. Hút thì hút. Cậu phải hút mau lên đi. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Hay là kéo mì đi. Dù gì tôi cũng là vua kéo mì ở chấn trì lực cộng mà. Quyền ngương hồ điệp trưởng này của tôi vẫn là trước không ai bằng, sau không ai sánh. Nhưng mà hoàng thượng muốn ăn ốc đậu phụ, làm trái là phải chém đầu. Ốc đậu phụ thì ốc đậu phụ, hoàng thượng thích làm sao á thì tôi làm y như vậy thôi. Nói cũng phải lắm, có gì khó, chỉ kêu cậu tìm mấy bức tranh thôi mà. Nhưng mà phải tìm bản mà hoàng thượng dễ phát thảo trong 3 năm cất 10 năm rồi, làm sao mà tìm được đây? Kẻ dám khang thanh chỉ, chém. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, hiếm khi được làm gì cho hoàng thượng học trò quyết không từ nan đâu. Trời, nóng quá. Hả? Là Thu Vũ Độ. Chính là bước này rồi. Trung đại học sĩ, tìm thấy rồi nè. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng cho các ngươi bình thân. Tạ hoàng thượng. Vì hoàng thượng bị nhiễm phong hàn nên bị tắc tiếng, uống thuốc tới nỗi sợ luôn, nên muốn dùng ốc đậu phụ nấu với thuốc để mà uống. Thuốc và ốc đậu phụ các người đã chuẩn bị xong chưa vậy? Chuẩn bị xong rồi. Cao Nhĩ Khang, bức thư vũ đồ hoàng thượng chưa vẽ xong, ngươi đã tìm thấy chưa? Dạ đã tìm thấy rồi. Hoàng thượng mời dùng thuốc. Thuốc đắng giả tật mà. Sợ đắng chứ gì. Vậy nếm thử ốc đậu phụ này trước đi. Nô tài đã sai người bỏ rất nhiều đường vào ốc đậu phụ rồi. Hoàng thượng, hay là uống thuốc trước đi. Uống thuốc trước. Người đâu? Mau vào đây. Hoàng thượng bảo trọng, truyền thái y. Hoàng thượng, người bảo trọng long thể hoàng thượng. Thật ra các người đã cho hoàng thượng uống cái gì vậy hả? Không biết. Là thuốc phụ mà. Không biết, rõ ràng là muốn đầu độc hoàng thượng mà. Bắt hết bọn chúng cho ta, giam hết vào thiên lao. Dạ. Đừng mà hoàng thượng. Dạ hiểu, dạ hiểu. Khoan đã. Dạ biết. Ý của hoàng thượng là lôi tất cả các người ra bên ngoài chém đầu hết. Dạ hiểu rồi hoàng thượng. Khoan đã. Ý của hoàng thượng có phải là không muốn dung túng cho ba người bọn họ có phải không? Hoàng thượng yên tâm đi, cứ để nô tài lo liệu. Lát nữa nô tài sẽ cho người chém chết cả nhà bọn chúng không chừa một ai. Hoàng thượng cẩn trọng. Màn bầu hoan sóng trao phiên bàn ngày chiến gian xuân niềm phiên chất quân nhân sài gan. Mây gợi pha san câu duyên đầu kỷ to quan màn trung trải sâm một duyên lâu lan. Hãy subscribe.